Xin chào anh em, hôm nay chúng ta cùng soi kèo trận đấu giữa Galatasaray gặp Barcelona, trận đấu lượt về tại vòng 1/8 Europa League lúc 0:45 ngày 18 tháng 3. Lượt đi là một cái trận đấu mà Galatasaray họ đổ bê tông, phòng ngự là xe buýt 2 tầng luôn và khiến cho các cầu thủ tấn công của Barca gặp khó khăn rất nhiều. Bởi vậy trận đấu kết thúc tỷ số hòa không đều. Dường như cái kết quả này đang giúp cho Galatasaray họ có một cái sự hưng phấn nhất định. Thì cái trận đấu gần nhất tại giải Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, họ đánh bại Beşiktaş tỷ số 2-1. Tuy nhiên thì cái vị trí của Galatasaray ở trên bảng xếp hạng cũng chưa được cải thiện nhiều, vẫn là vị trí thứ 11. Và không biết là liệu họ có duy trì được cái phong độ hưng phấn này ở một thời gian dài hay không. Còn về phong độ của Barcelona thì sau cái trận hòa trước Galatasaray trên sân nhà Nou Camp thì Barca có thêm một trận ở sân nhà nữa, tiếp đón Osasuna và trận này họ hủy diệt đối thủ tỷ số 4-0. Trong 10 cái trận ra sân gần nhất thì đã có đến 5 trận mà Barca ghi được 4 bàn vào lưới của đối thủ, một cái hiệu suất rất tốt, và một trong số những trận đấy là trận ghi 4 bàn vào lưới Napoli ở trận lượt về tại Europa League. Lượt đi ở trận đó cũng là một trận đấu mà Barca để đối thủ cầm hòa trên sân Nou Camp. Và điều này đang khiến người chơi suy nghĩ đến một kết quả là Barca sẽ có một trận đấu tưng bừng ở trên sân của đối thủ trong trận lượt về tới đây. Trận này nhà cái đưa ra mức kèo tài xỉu hiệp 1 là 1 hòa, còn mức cả trận là 2,75. Barca thì mặc dù trong các trận đấu gần đây họ tấn công tốt và ghi bàn rất nhiều, tuy nhiên thì đây là một trận đấu mà đội bóng xứ Catalan phải làm khách. Và hơn nữa thì đối thủ của họ là Galatasaray thì cũng chưa thực sự mang đến cái sự yên tâm cho người chơi. Họ vẫn ở cái đẳng cấp quá khác biệt so với Barca, rất là thấp so với Barca luôn. Hơn nữa thì trong cái trận này nhiều khả năng là Galatasaray họ sẽ lại chơi chiến thuật là đổ bê tông xe buýt 2 tầng để mà ngăn chặn những cái pha tấn công của phía Barca và hy vọng vào một cái trận đấu đưa trận đấu đến loạt penalty may rủi. Bởi vậy chúng tôi khuyên người chơi trong trận này là nên chọn cửa xỉu thôi. Mức chấp cả trận nhà cái đưa ra là Barcelona chấp Galatasaray mức chấp 1,25 trái. Barca có hàng tấn công tốt và hiện tại hàng thủ họ chơi cũng rất hay. Gần như là hiện tại Barca đã mang một cái hình ảnh hoàn toàn khác dưới thời của huấn luyện viên Xavi rồi. Mặc dù cái trận này thì Barca sẽ phải làm khách và gặp một cái đối thủ đang chơi một cái chiến thuật hơi tiêu cực. Tuy nhiên thì cái việc mà Barca trong các trận đấu gần đây họ chơi rất hay trên sân khách. Thắng Ence 2-1, cái trận đấu mà Ence cũng chơi với một cái hàng phòng ngự là gần như toàn bộ đội hình là lui về phòng ngự. Rồi là thắng Napoli tỷ số 4-2 cũng trên sân của đối thủ. Trước đó còn hủy diệt Valencia tỷ số 4-1 cũng trên sân của bầy rơi. Một phong độ mà cảm thấy như Barca chơi trên sân khách còn hay hơn chơi trên sân nhà. Với những nhận định này chúng tôi lựa chọn là cửa Barcelona. Anh em hãy comment phía dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu Barca thắng 2-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của 8bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.